Thưa quý vị, Tết Thanh Minh là một trong những ngày lễ quan trọng trong đời sống văn hóa tinh thần của người Dao nói chung và người Dao Lô Gang Thái Nguyên nói riêng. Tết Thanh Minh mang ý nghĩa hướng về cội nguồn để tỏ lòng thành kính với ông bà tổ tiên của gia đình. Người Dao tổ chức Tết Thanh Minh là để con cháu sửa sang lại nhà mới cho các cụ, cầu mong các cụ phù hộ cho con cháu làm ăn phát đạt, gia đình hòa thuận, cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Trong chuyên mục Cộng đồng các dân tộc Việt Nam, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn về phong tục ăn Tết Thanh Minh của người Dao Lô Gang tại xã Hợp Tiến, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. Người Dao Lô Gang ăn Tết Thanh Minh theo tiết lịch âm, nhưng thường là trước ngày mùng 3 tháng 3 âm lịch. Tùy từng gia đình, khi chọn được ngày đẹp thì tổ chức cúng Thanh Minh. Trước ngày Tết Thanh Minh, người nhà chọn ngày tốt, tránh phạm phải những ngày kỵ của gia đình để tổ chức. Sau khi chọn được ngày thì mời thầy cúng để cúng lên tổ tiên. Cũng như các gia đình người Dao Lô Gang khác tại xã Hợp Tiến, huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên, gia đình anh Triệu Văn Thuận, xóm Mỏ Sắt vẫn luôn gìn giữ truyền thống từ bao đời nay trong dịp Tết Thanh Minh. Phong tục dân tộc Dao thì không bỏ được. Không bỏ được nào thì cúng cho ông tổ tiên thì cúng thì phải có lễ, nào thì chai rượu rồi thì con gà mỗi người một con. Ai có to thì to, mang to, ai có nhỏ mang nhỏ. Tùy tâm thôi, không có cũng chẳng bắt ép. Đến để nó vui thôi. Lễ cúng Thanh Minh của người Dao Lô Gang, gia đình chuẩn bị cho lễ tảo mộ gồm gà, rượu, bánh dày, tôm cá và đặc biệt không thể thiếu giấy tiền. Đồng bào Dao sử dụng giấy bản gió tự in để làm tiền vàng cúng trong lễ Thanh Minh. Những lễ vật này đều do gia chủ tự làm. Người Dao cho rằng chuẩn bị lễ vật để cúng tảo mộ như vậy mới thể hiện được tấm lòng của con cháu. Ngay từ sáng sớm, anh Thuận đã tự tay cắt giấy tiền và chị Thoa đổ xôi, giã bánh dày để dâng lên cúng gia tiên và cúng ngoài mộ cho người bố đã khuất. Thanh Minh thì là đầu tiên là làm bánh. Làm bánh xong thì thịt gà xong là bắt buộc là phải có cá, nhưng mà cá là phải cá nhỏ thôi. Rất là nhiều phần hiền. Phần hiền trước hết là các cụ về là cái lễ Tết tiền uống rượu uống chè, rồi thì tiền mãi rượu mãi chè mãi quần áo mãi đồ dùng vân vân. Ngày Tết Thanh Minh, gia đình đi tảo mộ. Những mộ ở gần thì mang theo lễ ra cúng tại mộ, còn những mộ ở xa không có điều kiện thì con cháu hóa giấy tiền cho các cụ. Khi phát đắp đất lại cho mộ xong, đặt mâm cúng trước mộ để cúng, gia đình không tự cúng mà phải mời thầy cúng giúp. Cúng cái nội dung này là gia đình có hiếu thảo mê các cụ, cho nên là đến để sới và tảo mộ lại, làm mới lại mộ. Chào xa xứ nha. Thì sợ là có phạm rồi thì có khi là có trâu bò thì các loại đi lại rồi nó động mộ và rễ cây các thứ nó vào rồi thì kiến muối nó vào thì sợ có phạm thì cũng giải phạm cho các cụ và để cho các cụ cúng cả các thần thánh, thần tổ địa thổ công ở đây và thần long mạnh thì cũng về phù hộ cho mộ mộ rồi để cũng phù hộ cho mộ chủ là về là phù hộ cho con cho cháu để ăn lên làm ra. Cũng giống như gia đình anh Triệu Văn Thuận, tổ chức ăn Tết Thanh Minh, nhưng gia đình anh Bàn Văn Tài, xóm Cao Phong, xã Hợp Tiến, Đồng Hỷ, dịp Tết Thanh Minh năm nay tổ chức đặc biệt hơn, đó là tổ chức tảo mộ cho người cha và làm lễ đại tạ cho người anh đã khuất. Lễ đại tạ trong dịp Tết Thanh Minh của người Dao Lô Gang sẽ tổ chức to hơn so với Thanh Minh thường niên, vì khi ra mộ cúng cần có gà, ngỗng và lợn sống. Người Dao Lô Gang có tục lệ cải táng, sau khi mất 6 đến 7 năm sẽ được cải táng sang chỗ đất mới. Và sau 3 đến 4 năm, nếu gia đình yên ổn, làm ăn phát đạt thì sẽ tổ chức lễ đại tạ vào dịp Tết Thanh Minh nhằm tạ ơn người đã khuất, đã luôn phù hộ cho gia đình. Chuẩn bị cho Tết Thanh Minh tại gia đình anh Văn cũng không thể thiếu, đó là rượu, thịt, thịt gà và bánh dày, là món ăn gia đình nào cũng phải làm. Đây là loại bánh không thể thiếu trong Tết Thanh Minh của người Dao. Bánh được làm từ gạo nếp, ngâm gạo kỹ trong một đêm rồi cho lên đồ.
Ngày xưa, khi đồ xôi chín, cho vào cối đá to, rồi dùng những cây giang rừng để giã bánh. Nhưng hiện nay, để thuận tiện hơn trong việc giã bánh, người dân đã rải xôi xuống những tấm nhựa sạch và dùng búa gỗ đập cho bánh mềm và nhuyễn. Bánh dày của người Giao Lô Gang thường không có nhân, chỉ lấy vừng hoặc lạc giang rắc xuống để bánh có mùi thơm đặc trưng. Đối với đồng bào Giao thì mẻ bánh đầu tiên nặn được bao nhiêu chiếc thì mang dâng cúng tổ tiên và cúng ngoài mộ. Chỉ có mẻ bánh tiếp theo, con cháu mới được thưởng thức. Còn đối với lễ đại tạ trong Tết Thanh Minh của người Giao, ngoài giấy tiền vàng cần phải có cả tiền cấp binh mã cho người đã khuất, nên gia đình phải nhờ người am hiểu và biết cắt. Giấy được cắt, đóng hình con ngựa lên gọi là giấy cấp âm binh quân mã. Giao Lô Gang thì cắt cái giấy để thanh minh ấy, là thanh minh tảo mộ thì mới làm cái giấy ngựa này này, làm cái chày má là gọi là giấy ngựa đấy, thì 120 này. Cái tảo mộ ấy thì là nó phải có bất cứ cái người phụ nữ, người trẻ không phân biệt. Cứ tảo mộ là nó phải có cái giấy này. Sau khi chuẩn bị đồ lễ xong thì gia đình mang thắp hương cúng ngoài mộ. Nếu gia đình người Giao Lô Gang có nhiều phần mộ thì thầy cúng lần lượt cúng từng mộ cụ kỵ đến ông bà bố mẹ. Mỗi mộ có mâm lễ riêng, không cúng chung lễ. Hiện nay, dù cuộc sống có nhiều đổi thay, nhưng mọi người đều không quên đi công lao của những thế hệ đi trước. Vì vậy, dù đi học hay công tác làm ăn xa, nhưng con cháu vẫn dành thời gian để tề tựu đông đủ, tìm về nguồn cội của mình trong ngày Tết Thanh Minh, để tưởng nhớ, thắp hương cho người thân, ông bà, tổ tiên. Ngày Thanh Minh thì bắt đầu tảo mộ, với ông tảo mộ năm nào cũng phải ra sới cho nó quang đáng làm cỏ hết để là cúng các cụ, các anh phù hộ cho gia đình năm mới được nhiều may mắn phù hộ. Xong là cứ mỗi năm là như vậy, nên là cứ mỗi năm Thanh Minh là mình cúng cảm ơn các cụ. Trong ngày Tết Thanh Minh này thì em cảm thấy rất là vui và hạnh phúc khi mà được về cùng xung vầy với gia đình, về được tảo mộ cho ông. Em mong muốn là sẽ ông và sẽ phù hộ cho đại gia đình. Đối với dân tộc Giao của chúng tôi ấy, thì vào cái Tết Thanh Minh thì mọi nhà dân tộc Giao đều là cúng Thanh Minh. Trong cái cúng Thanh Minh ấy là phải tảo mộ, sới mộ và cúng. Nó có hai cách cúng. Một là cách cúng là sới đi dọn dẹp mộ, cúng ở nhà. Có một cách nữa là cúng tại mộ, dọn dẹp và cúng tại mộ. Đối với phong tục của đồng bào Giao chúng tôi ấy, thì tất cả những cái ngày cúng tảo mộ ấy, thì mời bảo con cháu ra để hướng dẫn, tuyên truyền cho các cháu để giữ lấy cái phong tục của dân tộc Giao và phong tục và ngày những cái ngày thì như là ngày Thanh Minh đấy, để sẽ có nguồn gốc để duy trì lâu dài cho đồng bào và các thế hệ về sau đều là tuyên truyền cho để luôn giữ cái bản sắc của dân tộc. Sau khi tảo mộ về, cả gia đình quây quần bên mâm cơm cùng chia sẻ về việc xây dựng gia đình, công việc làm ăn, thắt chặt thêm tình đoàn kết giữa những người cùng dòng máu và những người dân trong làng. Tết Thanh Minh của đồng bào Giao nói chung và người Giao Lô Gang nói riêng chứa đựng những giá trị nhân văn sâu sắc. Đó là truyền thống, lễ nghĩa, hiếu tiết của con cháu với tổ tiên, ông bà, cha mẹ, với những người đã khuất. Làm chọn đạo lý uống nước nhớ nguồn tốt đẹp mà tổ tiên đã dạy. Quý vị và các bạn vừa cùng chúng tôi trải nghiệm nét văn hóa độc đáo về phong tục ăn Tết Thanh Minh của người Giao Lô Gang tại xã Hợp Tiến, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. Nét văn hóa này đến nay vẫn được duy trì, phát huy và trở thành một truyền thống tốt đẹp của cộng đồng người Giao. Đến đây, chuyên mục Cộng đồng các dân tộc Việt Nam cũng xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.